giá. Với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng, kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì anh vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về vẫn êm ấm. Mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bảo em phải ra đi? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Thầm mong anh nhận ra trước khi đã quá muộn, thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Sai lầm của anh, mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bảo em phải ra đi? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh? Để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Thầm mong anh nhận ra trước khi đã quá muộn, thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Đã qua vì nhau. Và đây sẽ là lần cuối. Lần cuối cùng em nhắc và viết về anh. Tạm biệt anh quá khứ của em. Em thật lòng chúc anh hạnh phúc. Mãi trong tim mình, dường như cả hai còn yêu, còn gần bên nhau, còn quan tâm nhau dài lâu. Chọn con tim hay là nghe chi? Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly? Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng đã